đi dọc đường nghe gặp con trai giá loạn nha. Chào các bạn đi. Hello. Quán trai của ta với con trai gì? Bà ơi trai nè. Bà ngon. Bún trai, hủ tiếu mì trai. Em lầy. Hôm nay là ngày mùng 5 Tết mà đông quá các bạn. Đây, chuẩn bị vô cổng nha. Đây. Đây.
Cô bé cắt cho những gì. Và đó bắt đầu chúng ta có cho em đi cùng. Vui lòng dặn bé đã bắt đầu chuyển vào chiếc kỳ và mùa bé. Cho em dưới 1 mét, miệng bé, cao từ 1 mét. Bây giờ vào bên trong cổng rồi nha các bạn. Thôi. Vào bên trong cổng Lâm Viên rồi nha. Vườn hoa quá đẹp nè. Bây giờ đoàn của mình mua vé rồi, bắt đầu bước vô công viên nha các bạn. Ở trong công viên nè, quá đẹp rồi. Đủ thứ trò chơi hết trơn á. Đây là công viên Thanh Long ở núi Cấm nha. Đoàn mình chuẩn bị đi vô tắm nha các bạn, đi vô thay đồ. Đây là bên ngoài công viên đây, quá đẹp. Quá rộng luôn. Đây là quầy giữ đồ, phòng thay đồ để mình chuẩn bị đi tắm nha các bạn. Bây giờ anh em mình chuẩn bị ra hồ tắm nha các bạn. Bây giờ mình thay đồ xong xuôi đó. Bắt đầu chuẩn bị ra hồ tắm đây. Mình tắm mình sẽ chơi trải nghiệm các trò chơi trong đây nha các bạn. Anh em mình chuẩn bị đi tắm nha các bạn. Đây là công viên hồ Thanh Long nha. Đây đây bên đây là núi Cấm nha các bạn. Đây là công viên dành cho trẻ em nha các bạn. Cho em xuống công viên này để tắm nha. Quá đẹp luôn. Ở đây có bán đồ ăn vặt nữa nè, đầy đủ hết. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô công viên nha. Xem mấy đứa nhỏ tắm nha các bạn. Trẻ em hay người lớn gì đều tắm được luôn á. Quá vui nha. Quá đông vui các bạn ơi. Công viên này quá đông rồi, nước quá trong luôn rồi. Ồ, nước lạnh quá các bạn ơi. Ui, nước quá lạnh rồi. Nước gì đâu mà mùa này á, gió bắc nước quá lạnh rồi. Công viên này á, nằm ở trên núi nên nước nước ở trong núi trong đá ra các bạn nên quá lạnh rồi. Quá nhiều người tắm ha, quá đẹp nha.
công viên này là dành cho trẻ em mà người lớn cũng đi được luôn đó. Quá trời. Dạ Bảo, sao không đi theo anh hai với mẹ con kè đi chợ kè đi đây. Bên đây là đồ massage rồi nè, các kiểu nè các bạn. Súng nước luôn. Rồi sen, bên đây là massage rồi nè, quá đẹp luôn. Công viên này quá đông rồi, quá nhộn nhịp rồi. Đừng có tạt nước nè. Tại sao con cứ tạt nước vậy? Máng không tâm cơn. Đây là massage nha. Đây đây, đi vô massage đi, đi vô massage đi, đi vô đi, đi từ đứa đi. Đã không? Đi đi, đi từ đứa vô, vô trước đi, đi qua anh kia đi. Đi qua đi, massage mà có gì đâu, nước không mà. Quá dữ luôn. Massage nghe. Ai có nhức nổi vô đây rồi, massage là im lắm đó. Đi qua luôn đi với Bảo. Nhát quá, ăn sỉ đi chưa sợi. Quá trời. Nước nó bắn mạnh dữ lắm á. Mát không? Mát không xin ơi. Bên đây là công viên dành cho trẻ em nha các bạn. Còn bên đây là khu trượt cho người lớn nè nha. Dưới đây là cái hồ tắm dành cho người lớn. Bên này nè, chút xíu nữa mình qua bển mình tắm mình sẽ quay nha. Bây giờ mình sẽ quay bên trẻ em trước nha. Lớp nào mà nước ở trong đá ra nó lạnh các bạn, dù lớp nào gặp gió nữa quá lạnh rồi. Cái này tắm cái này lạnh quá à. Quá đông rồi, mình sẽ lên đó mình trải nghiệm nha. Bây giờ mình sẽ trải nghiệm trên này nha các bạn. Ở đây nước phun tên quá à, quay điện thoại chắc nước nó vô chắc hư điện thoại quá. Quá vui. Người lớn hay trẻ em thì tạo được nha. Con kim con, kim con đi qua đây nè, kêu kim con đi. Đây là khu trượt cho người lớn nha các bạn. Đây. Quá cao luôn, chút nữa mình sẽ lên đó mình sẽ trải nghiệm nha. Đây. Bây giờ mình sẽ đi tham quan một vòng nha. Còn bên đây là khu sóng nhân tạo nha các bạn, quá đẹp luôn. Bên đây là biển nhân tạo nha. Biển nhân tạo quá đẹp các bạn ơi. Như là biển thật luôn đó.
như là bãi biển nè, giống bãi biển thiệt luôn á, biển nhân tạo, quá êm rồi, quá trong, quá đẹp luôn. Ồ, sống quá sống luôn các bạn ơi, sống như thật ngoài biển luôn á, quá đẹp rồi, quá dữ luôn. Không có cồ đừng có xô. Sống nhân tạo nè các bạn ơi, quá êm. Làm y như ngoài biển thiệt luôn các bạn. Sống rất là mạnh luôn á. Quá sống à. Ở đây không có lạnh, ở đẳng lạnh á. Biển nhân tạo rất là đẹp các bạn ơi, như thiệt luôn á, sống mà mạnh ghê luôn á, rất là đông. Mình đi biển nhân tạo mình phát hiện nàng tiên cá nghe các bạn, đây là nàng tiên cá nè, nàng tiên cá quá mập rồi. Đẹp lên nhà, chặt cho con cao kìa. Bây giờ sóng bây giờ hết có sóng nha các bạn. Hình như là cái sóng nhân tạo này là hình như là có thời gian á, hình như là khoảng 10 phút 15 phút mới hoạt động làng nha. Bây giờ nước rất là yên tĩnh nha. Nước rất là yên tĩnh nha. Chút xíu nữa thì chắc có sóng lại đó. Quá đông rồi nghe các bạn. Quá đẹp các bạn ơi, bãi dừa nè, có dừa, bãi dừa như là ngoài biển thiệt luôn đó nha. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị trải nghiệm trò chơi này nghe các bạn. Mày này quá đau rồi. Trò chơi này cao lắm nha, cảm giác rất là mạnh đó. Bây giờ mình sẽ lên trải nghiệm trò chơi mạo hiểm này nha các bạn. Này, quá cao đi. Nó tốt trên đó đó, mình sẽ lên trên đó đó. Rồi mình sẽ trượt ra mấy cái máng này nha. Trò chơi này quá cao rồi. Rồi bây giờ mình sẽ lên cầu thang. Bây giờ mình lên máng trượt nha các bạn. Kêu nó cãi cãi bao giờ đâu, nhìn mình nó hỏi cãi gì, như nước ngập chết luôn. Đi bị trên đó kìa ông Phú, đi bị trên đó đi.
sẵn để chở tôi quay phim luôn. Đây. Đi cái này khỏi phao được không? Đúng rồi. Rồi đi đây, đi trước đi, tôi quay cho. Đi trước đi. Vô được anh quay luôn nó mới đẹp chứ. Không quay em này luôn. Đi vô trước đi. Rồi chuẩn bị nha. Giờ giờ tiếp rồi, tiếp rồi, tiếp rồi. Chuẩn bị. Rồi đó. Rồi, Sương. Cảm giác quá đã các bạn ơi. Oh yeah. Giờ hot quá. Quá chất lượng, quá căng luôn. Quá căng luôn. Quá tốc. Quá tốc độ luôn. Ừ, xuống tới cái này nè, nhanh dữ dằn luôn á. Quá nhanh các bạn ơi. Cảm giác rất là mướt luôn á. Lắc qua lắc lại đã.